Chào mọi người, mình là Trung bên kênh Cần Câu Nhật Bản mọi người. Hôm nay mình tiếp tục qua mấy câu cho mọi người xem. Đầu tiên là con máy này. Con máy này xuất xứ là China hay Taiwan gì đó nha mọi người, xuất Nhật. Đây, ngoại hình của nó đây. Con này size của nó khoảng 900-1000 gì đó mọi người. Con này size khoảng 900-1000 gì đó. Chất liệu là graphic. Đây, khóa một chiều. Tay đảo tay trái phải được nè, đảo tay trái phải và gập tay được nhé, gập tay được. Đấy. À, con này nó chỉ có chế độ một chế độ là khóa một chiều thôi, không có chế độ bỏ hết ra luôn, chạy hai chiều nhé. Radio 4.9 cước số 2 vào 115 mấy, số 2.5 vào 100 mấy, số 3 vào 90 mấy nha mọi người. Ok, khuyên ra cước còn đẹp nè. Con này con số 1 40.000 nha mọi người, số 1 40.000. Số 2 là một cái con máy China hay Taiwan gì đây, Club 10 này cũng khá là nổi tiếng nha mọi người. Đây, Club 10 nha mọi người. Con này chất liệu graphic, size con này tương đương với size 8-900 gì đấy, size tương đương 8-900, chất liệu là graphic. Đây. Đây. Ngoại hình của nó đây, tay đảo tay trái phải được, đảo tay trái phải và gập tay được nhé, đảo tay trái phải và gập tay được. Đấy, khóa một chiều, mở này. Ok, khuyên ra cước này. Đây, còn ok nha mọi người. Cước số 2 vào 75 mấy, số 3 vào 50 mấy nha. À, con này size chắc cỡ tầm 5-600 thôi, size tầm 5-600 thôi nha mọi người. Radio mình coi xem có radio không. Không thấy radio luôn, để mình thử xem radio khoảng bao nhiêu. 1 2 3 4 5, radio khoảng 5.1 nha mọi người. Này số 2 70.000. Số 3 là một con máy nằm Chinu ACE. Đây, cao kiểu Chinu ACE nha mọi người. Đây. Ok. Khóa. Đấy, bung cước này, bung cước này. Đấy, đây nha. Này là để cho mình lái được cái cấu ra. Côn bên này nhé. Cái này sao đang cứng cứng gì vậy ta? Côn thì vặn được đây, nhưng mà cái chỗ này là mình rút luôn cái cấu ra nha mọi người. Đây, chỗ này mình vặn lên là rút được ra cái cấu ra luôn. Đây. Đây nha mọi người, rút cái cấu ra. Đấy, thấy chưa? Ok, con này như thế thôi. Số 3 con này 200 nha mọi người. Đây, 200. Số 4 là một con Ryobi Sinus 700. Đây, size của nó khoảng 700 nha mọi người. Size của nó mã 700 nhưng mà size của nó khoảng cỡ 900-1000 đó. Chạy bằng OB này, nó chạy OB nhé. Đây. Chất liệu là graphic. Đấy, đảo tay trái phải được và gập tay được nhé, đảo tay trái phải và gập tay được. Đây. Ok. Tay nó bị này, bị cắn, bị gặm gì đây. Đây nhé. Tay nó bị cắn, bị gặm gì đây. Chỗ này thì không sao nha mọi người. Chỗ này thì không có gì quan trọng cả. Đấy. Ok. Rồi.
cước số 1.5 vào 130 mấy, số 2 vào 100 mấy và số 3 vào 65 mấy này. Cá thì lấy được khoảng 3 ký mấy, 4 ký cá này. Còn cái này như thông số nhựa. Đấy. Ok nhá. Ryobi. Con này có xem ratio của nó ghi không? Đây. Ratio của nó là 5.2 nha mọi người, ratio 5.2. Big light rồi. Những cái trục lớn á. Nó in ra băng. Đây. Con này là số 4. Số 4 200. Số 5 là một con máy Ryobi SR700. Này, SR700. Này. Con này chất liệu là kim loại nha mọi người, chất liệu là kim loại. Đây, cấu cũng kim loại luôn. Cấu kim loại luôn. Tay đảo tay trái phải được. Đảo tay trái phải và gặp tay được nhé. Đảo tay trái phải và gặp tay được. Đó, đảo tay trái phải và gặp tay được nhé. Đấy, con này về mọi người vệ sinh thử thay. Ok, có một chiều ra băng. Đấy. Khuyên ra cước còn ok này. Đấy. Nó có bị cái khắn khuyết chỗ này mọi người, về đánh cái là khắn khuyết lên trơn 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 ra là mình đi cước vào trong này nhé. Đấy. Thông số này, cước số 2 vào 170 mấy, số 3 vào 120 mấy, số 4 vào 90 mấy, con này sai tầm sai nghìn nha mọi người. Okay. Lái cá khoảng cỡ 3 ký máy, 4 ký cá, ratio là 4.75. Rồi ok. Này con số 5. Số 5 200. Đây. Số 6 là con Daiwa Spinter ST650. Đấy, ST650. Con này xe thực của nó khoảng cỡ 7-800 nha mọi người, 7-800 á. Đấy. Này, khóa một chiều này. Mở này. Ok. Con này đảo tay trái phải được, đảo tay trái phải và gặp tay được nha mọi người, đảo tay trái phải và gặp tay được. Đây. Con này thì chất liệu là bằng kim loại, chất liệu bằng kim loại. Cấu thì graphic nhé, cấu graphic. Đấy. Khuyên ra cước còn ok này. Thông số cước số 2 vào 100 mấy đây, chắc cỡ 130. À, cước số 2 vào 150 mấy, số 3 vào 100 mấy, số 4 vào 75 mấy cho mọi người. Rồi, mình thử cái ratio của nó xem thử như thế nào. Một, hai, ba. Ratio của nó khoảng cỡ 3.7-3.8 nha mọi người, 3.7-3.8. Số 6. Số 6 200. Số 7 là một con Daiwa ST800B. Đây, chạy bằng UB nhá. Đây, con này chất liệu là carbon nha mọi người, chất liệu là carbon. Đấy. Tay đảo tay trái phải được, đảo tay trái phải được và gặp tay được nhé, đảo tay trái phải và gặp tay được. Đấy. Con này size tương đương của nó. Ủa, con này to với 800 ghi mã 800 nhưng mà size chắc cả ngàn á mọi người, size tương đương với cái con Shimano là cả ngàn á. Đấy. Này, khóa một chiều này, mở này. Ok. Cước số 2 vào 220 mấy, số 3 vào 150 mấy, số 4 vào 100 mấy cho mọi người. Rồi, mình thử cái ratio của nó không bao nhiêu. 1 2 3 4. Ratio khoảng 4.4.1 nha mọi người. Đấy. Đây qua. Ra băng nha mọi người, ra băng. Con này con số 7.
số 7 250. Ok. Số 8 là một con máy siêu star của Hàn Quốc xuất Nhật nha, Hàn Quốc xuất Nhật. Radio của nó là 4.6 radio 4.6 nguyên đuôi trục nhé, nguyên khóa đuôi trục nhé. Đấy. Này. Ok. Con này chất liệu là graphic, tay đảo tay trái phải và gặp được, size con này thì khoảng cỡ 2000. 2000 đến 3000 nhé mọi người, 2000 đến 3000 rất là to nhé. Đấy. Ok. Này, Korea này, hàng Korea xuất Nhật nhé. Khuyên ra cước còn ok nha mọi người. Cước số 3 vào 220 mấy, cước số 4 vào 180 mấy và cước số 6 vào 100 mấy nhé. Ok. Này, đào tháo mở nhanh như thế này đây. Mua pin đôi trục thì đào tháo mở nhanh. Đấy. À, con này con số 8. Số 8 230. Số 9 là con máy này. Máy này như China hay Taiwan gì đó xuất Nhật. Đây, ngồi coi cái nhãn hiệu của nó này. Đây. Cái này chất liệu là graphic nhưng mà size của nó thì khoảng cỡ size 2000 đến 3000. 2000 2500 ạ, 2500, 2500 đến 3000. Rất là to nha mọi người. Đấy. Nếu mà cái này so với Shimano thì chắc cũng gần 3500. Đấy. Mua bình khóa, mua bình đuôi trục đây này. Đấy. Ok. Chất liệu là graphic nha mọi người. Này. Này, khóa một chiều này. Ok. Tay gặp được này. Tay gặp được và đảo tay trái phải được, nhưng mà tay gặp này đang bị cứng chỗ này nhé. Mọi người về vệ sinh cái nhỏ xí nhất rồi vào cho nó cứng, cho nó nới ra. Rồi. Gì một quay, một ổ bi gì đây. Thông số là mình không hiểu rõ lắm. Cước số 3 vào 180 mấy, số 4 vào 150 mấy này. Radio của nó là 5.2 này. Khuyên ra cước còn ok này. Okay. Tay đảo tay trái phải được nhé. Con này con số 9. Số 9 190.000 nha mọi người. Số 10 là một con máy Olympic Zebra 4.000, size 4.000 nha mọi người. Đây, size 4.000. Con này đời cũng hơi cổ. Đấy. Rồi. Khóa một chiều nè, ok. Tay đảo tay trái phải được, đảo tay trái phải và gặp được. Chất liệu là kim loại nha mọi người. Chất liệu là kim loại, cấu kim loại luôn này. Đấy. Olympic. Đây, dây vừa ra 4.000. Cước số 3 vào 540 mấy, số 4 vào 400 mấy, số 5 vào 320 mấy, số 6 vào 270 mấy và số 7 vào 230 mấy. Ratio của nó là 4.67. Đấy. Ok. Con này đang này, hơi nặng tay. Mọi người về vệ sinh dầu mỡ lại nhé. Đây. Da băng nha mọi người, da băng. Con này con số 10. Số 10, 350.000. Số 11 là một con máy Daiwa carbon. Này, Daiwa carbon. Này, chất liệu là carbon nha mọi người. Rồi, size của con này á là tương đương với size này. Mọi người nhìn này. Size thật của nó là như con size 4.000 luôn. Mã là GX1000 nhưng mà size thật của nó là tầm 4.000 nha mọi người. Này, size thật của nó là 4.000. Này. Taiwan, con này thì Daiwa Taiwan xuất Nhật nha mọi người. Đây, khóa một chiều. Mở.
đảo tay trái phải được, đảo tay trái phải và gập tay được nhé, đảo tay trái phải và gập tay được. Đấy, ok. Cứ số 4 vào 230 mấy, số 5 vào 180 mấy và số 6 vào 150 mấy. Đấy, anh xem cái radio của nó khoảng bao nhiêu. 1 2 3 4, radio khoảng cỡ 4.4 4.4 4.5 nha mọi người, radio khoảng 4.4 4.5. Còn này con số 11 320 nha mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của mình. Mọi người mua hàng thì liên hệ số điện thoại bán hàng là 0786 555 5599, mình ở Đà Nẵng nha mọi người. Đơn hàng từ 200.000 trở lên mình sẽ ship. Và trước khi mọi người nhận hàng thì phải mở hàng ra kiểm tra coi cẩn thận, xem là nó có bị nhầm lẫn hay là thiếu sót gì so với trên video hay không, và có bị bể gãy vỡ nứt gì trong quá trình vận chuyển hay không nha mọi người. Rồi báo cho mình ngay lúc đó luôn, giải quyết ngay lúc đó luôn nha mọi người. Còn mình sẽ không giải quyết những đơn hàng nào mà không chịu xem hàng, cứ nhận hàng bừa rồi cứ báo mình thế này thế kia là mình không giải quyết đâu nha mọi người. Đấy, cảm ơn mọi người rất nhiều.